mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày thứ tư, ngày 5 tháng 6 năm 2024. Kính thưa quý vị, như chúng ta cùng biết thì giá vàng ngày hôm nay là ngày 5 tháng 6 ở tại Việt Nam của chúng ta đã đồng loạt giảm tất cả các thương hiệu luôn. Và phải nói cái mức giảm cao nhất là 1 triệu đồng trên một lượng anh chị ở cả hai chiều, chiều mua và chiều bán. Hiện nay thì mức giao dịch gần 78 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra anh chị. Và trước hết thì Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc và bình an. Bây giờ mình sẽ cập nhật tình hình tỷ giá đô la Mỹ, tỷ giá ngoại tệ ở thị trường tự do trong buổi chiều ngày 5 tháng 6 năm 2024 để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ cập nhật tình hình giá vàng thay đổi như thế nào, rồi tình hình biến động ra sao để gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, như vậy thì tỷ giá đô la Mỹ đồng USD ở ngoài thị trường tự do trong buổi chiều ngày 5 tháng 6 này, giá mua vào là 25.635, còn bán ra là 25.705 anh chị. Đối với đồng đô la Úc thì ngày hôm nay mua vào là 16.896, còn bán ra là 16.996. Đối với đồng bảng Anh thì buổi chiều ngày hôm nay mua vào ở ngoài thị trường tự do là 32.378, còn bán ra là 32.608. Đối với đồng euro thì mua vào là 27.670, còn bán ra là 27.770. Đồng franc Thụy Sĩ thì mua vào ở ngoài thị trường tự do là 28.304, còn bán ra là 28.554 anh chị. Đồng Yên Nhật thì mua vào là 1.63, bán ra là 1.64. Như vậy thì đối với đồng Yên Nhật đã cho thấy là nó đã tụt giảm xuống rồi. Đồng đô Canada thì mua vào là 18.651, còn bán ra là 18.751 anh chị. Đồng Singapore thì mua vào là 18.887, còn bán ra là 19.007. Đồng Hồng Kông thì mua vào là 3.253, còn bán ra là 3.303. Như vậy có thể thấy rằng đồng đô la Mỹ chúng ta có sự giảm nhẹ, so với những tuần trước anh chị. Tuần trước thì đồng đô la Mỹ là nằm ở cái mức là 25.7 mấy luôn, nhưng mà trong buổi chiều ngày 5 tháng 6 này thì nó đã kéo xuống là 25.600 mấy rồi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là 1.000 đô la Mỹ hiện nay bán ra cũng được trên 25.600 mấy chục ngàn Việt Nam. Mức tỷ giá ngoại tệ như vậy là đang ở mức khá cao anh chị. Tỷ giá ngoài thị trường tự do này nó sẽ thay đổi anh chị nha. Chúng ta cũng lưu ý khi mà chúng ta thu đổi ngoại tệ ở một số cửa hàng ở trung tâm Sài Gòn của chúng ta, tỷ giá luôn luôn thay đổi. Phía trước màn hình của chúng ta đó là cửa tay của chợ Bến Thành anh chị. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, như vậy thì theo ghi nhận vào buổi chiều ngày hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2024 thì giá vàng trên thị trường trong nước của chúng ta được niêm yết cụ thể. Đối với vàng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng thì mua vào ở cái giá là 76,48 triệu đồng trên một lượng anh chị, và bán ra là 77,98 triệu đồng trên một lượng. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta so với ngày hôm qua thì đã giảm xuống là 1 triệu đồng trên một lượng vàng, cả chiều mua và chiều bán luôn. Đối với vàng SJC Phú Quý đó chị, thì mua vào là 76,9 triệu đồng một lượng, còn bán ra là 77,98 triệu đồng trên một lượng. Như vậy đối với vàng SJC Phú Quý thì mua vào giảm 800.000 đồng một lượng, còn bán ra là giảm 1 triệu đồng một lượng so với ngày hôm qua là ngày 4 tháng 6 năm 2024. Kính thưa quý vị, vàng Doji ở tại Hà Nội thì mua vào là 76,88 triệu đồng một lượng anh chị, giảm 800.000 đồng luôn so với ngày hôm qua, và bán ra là 77,98 triệu đồng một lượng, cũng giảm 1 triệu đồng so với ngày hôm qua anh chị. Vàng Doji ở tại Sài Gòn mua vào ở cái mốc là 76,88 triệu đồng trên một lượng vàng, giảm 600.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua, và bán ra ở cái mức là 77,98 triệu đồng một lượng, cũng giảm 1 triệu đồng so với ngày hôm qua anh chị. Giá vàng miếng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu
được doanh nghiệp giao dịch ở cái mức mua vào là 76,9 triệu đồng một lượng, giảm 800.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua luôn. Còn bán ra thì 77,98 triệu đồng một lượng anh chị, cũng giảm 1 triệu đồng trên một lượng vàng so với ngày hôm qua. Tuy nhiên thì vàng nhẫn tròn trơn đã được doanh nghiệp này giao dịch ở cái mức là 73,83 triệu đồng một lượng anh chị mua vào, còn bán ra là 75,08 triệu đồng trên một lượng. Chúng ta có thể thấy rằng vàng nhẫn BNG ở tại Sài Gòn và vàng BNG ở tại Hà Nội luôn, vàng nhẫn nha cô chú anh chị, thì mua vào ở cái mức là 73,2 triệu đồng một lượng thôi, bán ra là 74,9 triệu đồng một lượng anh chị. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy giảm 200.000 đồng một lượng vàng so với ngày hôm qua ở cả chiều mua và chiều bán luôn. Đó là vàng nhẫn. Như vậy thì thực tế trong ngày hôm nay các nhà đầu tư, nhà đầu cơ kinh doanh vàng đang chịu đựng một cái mức lỗ cao nhất là 1 triệu đồng. Và chúng ta thấy giá vàng giao dịch ngay trên thị trường thế giới vào buổi chiều hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2024 đang ở cái mức là 2.342,1 đô la trên một ounce. Như vậy tăng lên là 15,8 đô trên một ounce anh chị. Ngày hôm nay ngày 5 tháng 6 thì ngân hàng nhà nước cũng đã chính thức bán vàng miếng cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC với cái mục tiêu là bình ổn thị trường vàng. Bình ổn thị trường vàng anh chị. Cho nên chúng ta cũng biết rõ là rất nhiều người đã chen chân tại Hà Nội và Sài Gòn mua vàng miếng SJC, và cũng đã rất nhiều người đang chịu lỗ rất là nặng nề luôn anh chị, lỗ thê thảm luôn. Bởi lẽ giá vàng SJC ngày càng giảm khiến cho những người vội vã mua vàng, những người đầu tư trong cái việc mà kiếm lợi nhuận vì vàng, họ đang phải đối mặt với một nguy cơ lỗ rất là trầm trọng luôn cô chú anh chị và các bạn. 4 ngân hàng thương mại và thêm một đơn vị là công ty SJC với cái giá là 76,98 triệu đồng một lượng thôi. Và các đơn vị này niêm yết cái giá bán ở cái mức là 77,98 triệu đồng một lượng anh chị. Rất nhiều người chen chân xếp hàng rồng rắn ở các cái điểm bán vàng SJC vàng miếng để mà tranh thủ mua khi mà giá vàng đang giảm rất là thấp, giảm rất là mạnh luôn anh chị, xuống dưới cái ngưỡng là 78 triệu đồng mỗi lượng vàng. Ngày hôm qua với ngày hôm nay là nhà đầu tư đã lỗ 1 triệu đồng rồi anh chị. Lúc 14 giờ ngày hôm nay, ngày 5 tháng 6 thì Doji đã niêm yết vàng SJC ở cái mức là mua vào chỉ có 76,88 triệu đồng một lượng thôi. Và bán ra thì 77,98 triệu đồng một lượng anh chị. Giảm 1 triệu đồng. Và phải nói là ở tại Hà Nội thì rất nhiều người phải xếp hàng rồng rắn để mà chờ mua vàng miếng khi mà thấy giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng một lượng vào sáng ngày hôm nay. Bất chấp thời tiết ở tại Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay mưa rất là lớn luôn anh chị, kèm thêm giông gió nữa, sấm chớp nữa, nhưng mà người dân cũng vượt qua những cái sự khó khăn đó để mà xếp hàng, kéo đến những chi nhánh ngân hàng để mà đăng ký mua vàng miếng SJC. Ở tại Sài Gòn của chúng ta thì ngay chỗ trung tâm vàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã có rất đông người xếp hàng chờ đợi để mà mua vàng bình ổn. Người ta chỉ biết là giá vàng giảm thì người ta mua thôi anh chị, chứ người ta cũng không quan tâm tới cái việc lời hay lỗ. Tại vì những người này là những người dân bình thường thôi, như chúng ta có tiền thì thấy vàng giảm giá thì mua để dành thôi, chứ không phải là người ta mua nhiều, không phải là những người mua đi bán lại, mua lướt sóng hay là những nhà đầu tư. Cho nên cho dù họ có ngồi chờ lâu 2, 3, 4 tiếng đồng hồ để tới lượt mình mua thì người ta cũng ngồi đợi anh chị, người ta không có bỏ cuộc. Và buổi sáng sớm ngày hôm nay ngày 5 tháng 6 thì khoảng tầm 8, 9 giờ thôi là phải nói người dân chờ xếp hàng để mà lấy số thứ tự rất là đông luôn.
Phải nói trong 3 ngày trở lại đây thì cái làn sóng mà người dân kéo đi mua vàng miếng với cái giá rẻ và họ đến tập trung rất là đông ở tại các ngân hàng. Và hiện tại thì trong buổi sáng ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia cho rằng là cái điều này không cần thiết anh chị. Lý do là bởi vì số lượng vàng miếng nhà cung cấp, nhà điều hành họ đã cung cấp ra thị trường sẽ ngày một nhiều hơn, mỗi ngày sẽ số lượng vàng nhiều hơn. Vì vậy chúng ta không cần phải xếp hàng ồ ạt để mà chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ mua vàng anh chị. Và thậm chí người ta dự báo là giá vàng miếng SJC nó còn giảm xuống nữa anh chị ơi, chứ không phải là giảm ở cái mức này đâu, mà trong thời gian tới có khả năng nó vẫn chưa dừng lại, nó vẫn tiếp tục cái đà giảm xuống nữa, bình ổn thị trường mà. Cho nên giả sử ngày hôm nay anh chị đi mua giá là 77,98 triệu đồng một lượng, biết đâu sang ngày mai, ngày 6 tháng 6, ngày đẹp, ngày thứ năm, giá rớt xuống còn 77,5 triệu đồng thì sao anh chị? Cho nên chúng ta cũng phải cân nhắc và tính toán cho kỹ cái việc chúng ta có nên xếp hàng ròng rắn để mà chờ đợi mua vàng trong ngày hôm nay hay không. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank đã cho biết từ lúc 13 giờ 30 phút ngày hôm nay là ngày 5 tháng 6 thì sau khi mà hoàn tất các cái thủ tục mua và giao nhận vàng miếng SJC ở từ ngân hàng nhà nước đó, vận chuyển về kho của ngân hàng, thì ngân hàng Agribank sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng đến mua vàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tất nhiên thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi. So với những tuần trong tháng 5 thì giá vàng nó lên tới 92 triệu đồng một lượng các bạn. Còn ngay thời điểm này nó chỉ còn khoảng 77-78 triệu đồng một lượng thôi. Thì cái việc mà người dân có tiền người ta đổ xô đi gom vàng, đó là điều tất yếu phải xảy ra mà thôi anh chị. Không có gì phải lạ lùng. Cái điều là chúng ta cũng phải tìm hiểu rõ, cũng như là chúng ta phải nắm bắt được, dự đoán được cái thời điểm giá vàng lên xuống như thế nào, để chúng ta loại trừ các cái rủi ro lớn có thể xảy ra. Đặc biệt thì ngày hôm nay thì ngân hàng nhà nước người ta cũng yêu cầu là người dân cũng không nên phải vội vã vội vàng để mà xếp hàng mua vàng trong thời điểm hiện nay đâu. Vàng thì cái nguồn cung đầy đủ cung cấp ra thị trường. Mục tiêu của các ngân hàng nhà nước là người ta bán vàng với cái mục đích chính, đó là bình ổn giá vàng trên thị trường Việt Nam và thế giới, thu hẹp lại khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới anh chị, cũng như là kéo và thu hẹp lại cái sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Hiện nay nếu như mà người dân của chúng ta có quá nhiều tiền thì cũng không nên đổ hết vào vàng anh chị, mà chúng ta có thể đầu tư một cái mảng khác, chẳng hạn như bất động sản hay là kinh doanh, thay vì chúng ta đổ hết vào mua vàng. Vàng thì chúng ta giữ lâu nó chỉ mang lại cái tính chất thật sự, đó là cái giá trị thôi. Còn về thực tế cái khả năng sinh lời của vàng nó không có cao bằng bất động sản đâu cô chú anh chị và các bạn. Tính ra thì giá vàng miếng giảm một cách rất là nhanh và phải nói giảm rất là sốc luôn anh chị. Rất là sốc. Chúng ta nhớ vào khoảng ngày 29 tháng 5 năm 2024 thì thời điểm mà ngân hàng nhà nước thông báo sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại đó. Cho đến hôm nay thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm đến 12 triệu đồng rồi. Đây là một trong những cái mức giảm mạnh nhất tính theo tuần từ trước cho đến nay luôn anh chị. Giảm rất mạnh luôn. So với cái thời điểm mà giá vàng miếng SJC đạt cái mốc cao kỷ lục là 92,4 triệu đồng một lượng vàng vào ngày 10 tháng 5 thì cho đến ngày hôm nay mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới 14,5 triệu đồng trên một lượng luôn. Nếu như ai mua thời điểm đó bây giờ bán là lỗ sặc máu luôn á cô chú anh chị. Kiểu này thì nhà đầu tư chết đứng luôn. Vàng nhẫn bốn con số chín mà ở cái mức mua vào chỉ có 73,4
3 triệu đồng một lượng à. Còn bán ra là 74,9 triệu đồng một lượng anh chị. Cho nên phải nói trước đây mà ai mượn nợ bằng vàng thì bây giờ trả bằng vàng chắc chết luôn á. Giá vàng cao như vậy, tiền đâu mua để mà trả cho nổi anh chị. Ngày xưa chúng ta mua vàng chỉ có 60 mấy triệu một 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 lượng thôi à. Mà bây giờ trả thì phải nó bảy mấy triệu một lượng thì cũng chết. Rất là căng luôn anh chị. Tường Vũ Channel xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Những anh chị nào đã xem nhưng chưa ủng hộ đăng ký, vui lòng cho Tường Vũ Channel subscribe nha cô chú anh chị và các bạn. Và có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.